Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Công nghệ TRD. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin TRD News số 30 với những tin tức hấp dẫn nhất. Ngày hôm qua và hôm nay thì có lẽ là tất cả mọi người đều đã được nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Chính vì vậy là lượng xe cộ lưu thông để thoát ra khỏi Hà Nội rất là nhiều. Cảnh chen lấn ngột ngạt ở các bến xe trước dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Chiều 26 tháng 4, nhiều nút giao thông ở nội thành và cửa ngõ Hà Nội ùn tắc khi người dân về quê nghỉ lễ. Bến xe Giáp Bát, nước ngầm là một trong những nơi đông đúc hành khách. Đại diện ban quản lý xe Giáp Bát cho biết lượng khách đến bắt đầu tăng vào chiều 26 tháng 4 so với ngày thường. Hôm nay tăng khoảng 300%, nhưng so với dịp lễ các năm trước thì vắng hơn. Tại bến xe nước ngầm, khách chủ yếu đi các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình. Lượng khách trong đợt này dự báo tăng đến 130-145% so với ngày thường. Đấy là Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ như thế nào? Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất, đông nghịt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Từ 16 giờ chiều ngày 26 tháng 4, lượng hành khách đổ ra các bến xe, nhà ga, sân bay bắt đầu tăng. Tại bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, xe về Cà Mau, Kiên Giang hết vé. Ông Nguyễn Minh Tiến, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết từ sáng sớm nay bến xe đã đón lượng khách gấp 3 lần so với ngày thường và dự kiến khách về bến sẽ còn tiếp tục tăng cao và tập trung cao điểm lúc chiều tối. Do đợt nghỉ lễ dài, nhu cầu về quê của người dân tăng mạnh trong những ngày gần đây. Dự kiến hôm nay sẽ có khoảng hơn 55.000 lượt hành khách. Ông Tiến nói tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đã tập trung đông nghịt tại sảnh chờ, khu vực kiểm tra an ninh. Đa phần đều mang theo nhiều hành lý để chuẩn bị cho chuyến nghỉ lễ dài ngày. Hai vợ chồng tàng trữ hơn nửa tấn thuốc nổ. Ngày 25 tháng 4, đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Bình Sơn bắt khẩn cấp ông Trương Di Chuyển và vợ là Nguyễn Thị Kim Liên, ngụ xã Bình Thuận để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Ông Chuyển bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 5 microgram thuốc nổ và 100 kíp nổ gần khu vực nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Liên mang 25 kg thuốc nổ giấu trong nhà đi tẩu tán. Khám xét khẩn cấp nhà ở gia đình ông Chuyển và người thân, cơ quan chức năng thu giữ thêm 575 kg thuốc nổ, hơn 1.000 kíp nổ, 1.000 mét dây cháy chậm. Nghi phạm sát hại đứa bé 7 tuổi nói gì? Liên quan đến vụ việc thi thể bé trai 7 tuổi ở vườn nhà bác rể, hiện nghi phạm Vũ Huy Toản, sinh năm 1978, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Trường Mỹ, Hà Nội, đang bị giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Chiều 24 tháng 4, cháu Nguyễn Hữu Tê, 7 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên bị mất tích khi đi học. Gia đình đã báo cơ quan chức năng cùng tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 25 tháng 4, mọi người phát hiện thi thể cháu bé trong vườn nhà Vũ Huy Toản, bác rể cháu bé, bị đưa về trụ sở công an. Bước đầu, Vũ Huy Toản khai do có mâu thuẫn xích mích với bố mẹ cháu Tê nên đã ra tay sát hại cháu bé. Cụ thể, khoảng 13 giờ chiều ngày 24 tháng 4, Toản thấy con gái của mình chở cháu Tê đi học nhưng Toản không nói gì. Sau đó, đối tượng đến trường đưa cháu Tê về nhà dùng xẻng đánh vào đầu khiến nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu Tê vào bao tải và mang ra chôn dưới đống gạch sau vườn nhà. Lộ ảnh smartphone camera thò thụt của Huawei. Các hãng công nghệ có những cách khác nhau để mang thiết kế màn hình không viền lên sản phẩm của mình, bao gồm phần tai thỏ hoặc giọt nước để bố trí camera trước. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này không được nhiều người dùng yêu thích bởi vì phần tai thỏ giọt nước vẫn còn chiếm một phần diện tích trên màn hình. Giờ đây, nhiều hãng smartphone đã áp dụng giải pháp mới để giấu đi camera trước trên sản phẩm bằng cách ẩn camera trước vào bên trong thân máy rồi chỉ trôi ra khi sử dụng đến, tạo nên kiểu thiết kế camera trước dưới dạng thò thụt. Có thể kể đến một số hãng đã áp dụng giải pháp này như Oppo, Vivo và sắp tới có thể là cả Huawei. Sản phẩm sở hữu màn hình 6,59 inch, bên trong là bộ vi xử lý Kirin 710 do Huawei phát triển, bộ nhớ RAM 4GB cùng bộ nhớ lưu trữ 64GB, khe cắm thể nhớ ngoài, camera trước có độ phân giải 16 megapixel. Sản phẩm vẫn được trang bị jack cắm ngoài 3,5 truyền thống và được trang bị thỏi pin có dung lượng 4.000 mAh. Dự khả năng của P Smart Z sẽ được Huawei trình làng vào tháng 5 hoặc tháng 6 này với mức giá dự đoán ở khoảng 210 USD. Avengers Endgame là bộ phim đang rất hot trong thời điểm hiện tại và Google cũng đã làm cho nó hot hơn bằng việc búng tay làm nửa kết quả tìm kiếm trên Google biến mất. Vào trang tìm kiếm của Google và gõ cụm từ Thanos, bạn sẽ nhận được kết quả về nhân vật phản diện trong loạt hai bộ phim Avengers cuối. Bên cạnh đó, Google còn hiển thị một chiếc găng tay vô cực chứa 6 viên đá vô cực trong bộ phim. Khi bấm tay vào chiếc găng tay này, một nửa kết quả tìm kiếm sẽ bay mất. Hiệu ứng này cũng giống như hiệu ứng trong cảnh cuối của phần phim Avengers Infinity War. Khi Thanos đã sở hữu cả 6 viên đá vô cực, búng tay vào một nửa, số người trên đất biến thành cát bụi.
Trên phiên bản web máy tính, sau khi búng tay thì số lượng kết quả tìm kiếm lên tới hàng chục triệu cũng sẽ bị giảm đi một nửa. Hiệu ứng vui vẻ này có cả trên phiên bản Google trên máy tính, di động lẫn ứng dụng Google trên smartphone. Đừng lo lắng về việc các kết quả tìm kiếm sẽ mất luôn, bạn chỉ cần bấm vào găng tay của Thanos một lần nữa, mọi kết quả tìm kiếm sẽ trở lại. Đến với tin tức về những fan của dòng PlayStation. PlayStation 4 sẽ dư giá tại Việt Nam trước tin đồn PlayStation 5 sắp ra mắt. Sony mới đây tiết lộ nhiều thông tin và chi tiết về ngày phát hành máy chơi game PlayStation 5. Nhiều người đã chờ đợi và giá các mẫu PS4 sẽ hạ nhiệt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, các kênh mua bán console cũ và mới, các thiết bị như PS4 và PS4 Slim như PS4 Pro vẫn giữ giá. Cụ thể, trên trang chủ Sony, 3 bản PS4 500GB, PS4 Slim 1TB và PS4 Pro 1TB có giá lần lượt là 8,5 triệu đồng, 8,99 triệu đồng và 11,49 triệu đồng. Tại các đại lý, giá máy PS4 từ 6,45 đến 13,4 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài ra, giá máy cũ cũng không có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước đó. Trừ dịp giảm mạnh ở Tết Nguyên đán, các mẫu PlayStation 4 Line New 99 hay 98% đều được bán dao động ở mức 5-7 triệu đồng. Bên cạnh console, các đĩa game PS4 cũng được giao bán và dao động ở mức 180.000 đồng đến 800.000 đồng. Ví dụ, đĩa PES 2018 có giá 180.000 đồng, Uncharted 4 có giá 300.000 đồng, hay Red Dead Redemption 2 có giá 800.000 đồng. Lộ thiết kế chính thức của iPhone 11. Đây là thông tin rò rỉ công nghệ nổi tiếng OnLeak và Cascaro mới đây đã công bố thêm nhiều thông tin chi tiết về ảnh dựng thiết kế được cho là có liên quan tới iPhone 11 năm 2019. Cụ thể, theo báo cáo mới, iPhone 11 với màn hình 5,8 inch sẽ có kích thước thân máy là 143.9 x 71.4 x 7.8 mm, tăng nhẹ so với kích thước 143.6 x 70.9 x 7.7 mm so với những gì đang có trên iPhone XS. Nguồn tin nói thêm rằng iPhone 11 sẽ có cụm camera lồi ít hơn cùng viền màn hình mỏng hơn so với thiết bị tiền nhiệm. Tuy nhiên, những thay đổi này sẽ gần như không thể nhận ra. Điểm thú vị là việc báo cáo này có nhắc đến việc iPhone năm 2019 sẽ được trang bị thiết kế mặt lưng kính mới và độc đáo khi được cấu thành từ một mảng kính duy nhất bao gồm cả phần camera đôi lên. Nếu chu trình là mới sản phẩm của Apple không có gì thay đổi, những chiếc iPhone năm 2019 sẽ được hãng trình bày xung quanh tháng 9 năm nay. Vâng, và như vậy là chúng ta vừa điểm qua những tin tức đời sống như tin tức công nghệ hấp dẫn trong bản tin News số 30 ngày hôm nay. Và hy vọng sau khi xem video, quý vị và các bạn hãy bình luận ý kiến của mình bên dưới video và đừng quên like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Công nghệ TRD. Chúc quý vị và các bạn một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin TRD News tiếp theo.